Ít tốn công chăm sóc mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với những nông hộ có diện tích sản xuất nhỏ. Mô hình nuôi chồn hương đang được nhiều bà con quan tâm. Tại xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cựu chiến binh Đỗ Đình Quy đã đạt được hiệu quả cao từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Ông Đỗ Đình Quy cho biết, vì chồn hương là động vật hoang dã nên khi nuôi phải đăng ký với ngành chức năng. Vào tháng 5 năm 2021, gia đình ông Quy đầu tư trên 100 triệu đồng làm chuồng và mua 3 cặp con giống chồn hương về thả nuôi. Sau 18 tháng chăm sóc, 3 con chồn hương cái sinh được 10 chồn con. Từ khi nuôi đến tháng 6 năm 2024, gia đình ông Quy cho xuất chuồng tổng cộng 3 đợt với 2 con chồn hương được giống, thu nhập 27 triệu đồng và 33 con chồn hương thương phẩm, bán bình quân 3 triệu rưỡi mỗi con. Trừ tất cả chi phí đầu tư và công chăm sóc, gia đình ông Quy còn lãi gần 100 triệu đồng. Toàn xã Tân Công Xính, huyện Tam Nông hiện có 3 hội viên, hội cựu chiến binh nuôi trên 60 con chồn hương sinh sản, góp phần vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.